2,8 hecta nha, diện tích thực nó là trên 3 hecta. Đây ô mặt lòng hồ đây. Ôm gần 300m mặt lòng hồ nha. Đường hiển thị luôn. Cách đường bê tông vào 500m. Dài túc đằng đó. Đây cao su. Cao su thu hoạch mạnh nha. Đất đây là triền bằng, không dốc nha. Đấy, nhìn đất là biết liền. Đây ôm đây mặt hồ và ôm vòng bên kia mặt hồ này. Chút xíu mình qua bên kia mình quay luôn. Hơn 300m mặt hồ nha. Đây. Rất là thoáng rộng luôn. Đường xe hơi vào đây nè nha. Mình đây thì mình quay trước cái lô view hồ trước. Còn chút xíu mình quay mặt đường. Ngày 2,8 hơi là rộng. Rất là thoáng luôn. Tiền bằng nha. Bên này ôm thêm một hộ này nữa nè. Ôm tới cái hàng cà phê đó là hết. Mặt hộ khá là rộng. Một mình một cỏ nha. Đường vào xe hơi vào đến nơi luôn. Đường bê tông mà 500-600m gì đó. View rồi, hết. View thoáng ra này. View mặt trời lặn nha. Khá là đẹp. Đây, mũi ôm nhìn ra là hết view luôn. Ôm hết view hồ luôn nha mọi người. Vừa cao su vừa mặt tiền hồ nha. Ôm hết qua bên này. Ôm từ bên đó qua bên này. Đường xe hơi vào đến nơi. Cao su đây. 2,8 cao su khủng khiếp. Đất rất là bằng nha. Cách đường bê tông vào tí tầm 500-600m thôi, không có xa. Sổ sách hiển thị mặt đường luôn. Diện tích thực của nó là hơn 3 hectare. Nhưng mua bán theo trên sổ thôi. Rất là rộng ha, bạc ngàn luôn. Đấy, nhiều lắm luôn. Hết cao su không? Ôm hết lòng hồ rồi tít kìa. Ôm hết qua đây. Đó, lòng hồ. Khá là rộng ha. Cao su thì bạc ngàn.